một nữ siêu mẫu lộ bụng bầu tại Mỹ, chọn về Việt Nam sinh con khiến ai cũng bất ngờ. Tôi muốn đẻ con ở Việt Nam để có gia đình, cha mẹ, bạn bè bên cạnh, Võ Hoàng Yến chia sẻ. Mới đây, danh hài Thúy Nga đi dự lễ ra mắt phim Lật Mặt 7 của Lý Hải tại Mỹ, thì gặp siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Điều bất ngờ là khi xuất hiện, Võ Hoàng Yến để lộ bụng bầu rất to. Thúy Nga thốt lên, trời ơi, không ngờ lại gặp Võ Hoàng Yến ở Mỹ, còn mang bầu to thế này. Chúc mừng Võ Hoàng Yến. Võ Hoàng Yến có bầu mà vẫn xinh gái quá, còn cao nữa. Đúng là mô đen, có bầu vẫn đẹp thế này. Tôi mang bút cao 2 tấc còn chưa đứng tới nách Võ Hoàng Yến nữa. Về phía mình, Võ Hoàng Yến tiết lộ, tôi mang bầu con gái, tuy bầu nhưng không nén, thèm ăn cả thế giới, gì cũng ăn được. Tôi qua Mỹ cũng được 4, 5 tháng rồi nhưng không buồn vì được chồng yêu thương, cưng chiều. Ai cũng nghĩ tôi qua Mỹ đẻ con nhưng không hề, thời gian tới tôi lại về và sinh con ở Việt Nam. Chồng tôi là người Mỹ rồi nên tôi đẻ con ở đâu cũng không quan trọng. Tôi muốn đẻ con ở Việt Nam để có gia đình, cha mẹ, bạn bè bên cạnh. Ở bên này không có ai quen biết dễ trầm cảm lắm. Võ Hoàng Yến tỏ ra khá khỏe mạnh và vui vẻ khi mang bầu, đi lại nhanh nhẹn, không hề nặng nề. Ai cũng bất ngờ khi thấy cô vừa mang bụng bầu, vừa nhảy chân sáo. Võ Hoàng Yến còn đặt mua của Thúy Nga một thùng sầu riêng. Được biết Võ Hoàng Yến quen bạn trai Việt Kiều tại Mỹ được một thời gian dài nhưng gần đây mới chính thức kết hôn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.